Vâng, xin mời cô Hương với ca khúc Giáng Đứng Bến Tre. Xin cả nhà một tràng pháo tay thật to cho Giáng Đứng Bến Tre. Xin mời cô. Kính thưa các quý vị, lần đầu tiên được đến với nhóm nhạc, không thể nói gì hơn được vì tôi rất là xúc động, bởi vì rất nhiều năm qua chúng tôi không có một buổi như thế này. Chúng tôi ở rất xa đến và tôi chính là mẹ của Lan Vũ. Xin một tràng pháo tay để tặng cho các bạn. Và hy vọng rằng tháng nào mẹ con tôi cũng mong muốn có một ngày như thế này để đến cùng vui chung với hội nhạc. Và bây giờ tôi sinh ra trong thời khói lửa của chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Chính vì vậy cho nên là một phần cũng muốn ca ngợi những người phụ nữ sống chết vì đất nước, rồi vì chồng, vì con. Và bây giờ tôi xin tặng quý vị bài hát Giáng Đứng Bến Tre, sáng tác của Nguyễn Văn Tú.